làm gì đây? Mày muốn làm gì? Mày đi chơi à? Rồi để ba má nó đi chơi nào. Thank you.
Đi không đi chơi bên chủ quán à? Ừ? Sao? Sao không chơi sang nhanh đấy? Tao đi đi tí về vậy? Ừ? Sao? Không đi chơi nào? Ừ? Sao nhanh về vậy? Nào, mà xem nào. Đi gì đâu sửa đấy. Mà xem nào. Con đã gửi tiền chưa? Con không cho tiền à? À. Con này giờ tiền chưa? Con này giờ tiền chủ quán chưa? Ừ? Giờ tiền chưa? Mà xin chủ quán chưa? Sao? Ừ? Sao? Để ba sang quán cho mày mà. Không được nhá. Ừ? Bạn đi nhá. Trộm đúng không? Đúng không? Hả? Mày trộm sửa đâu? Mày sáng không thấy nghe chưa? Ừ? Sao? Sao nào? Nào? Dám ăn trộm sửa đúng không? Đúng không? Ừ? Nào? Đừng ai? Xin lỗi chị đây. Chị đi xin lỗi chị nhá. Ừ. Thế nhá, nhé nhá.